Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tổ chức kiểm đếm, quản lý tàu thuyền ra khơi, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền phương tiện đang hoạt động trên biển, sẵn sàng kịp thời tổ chức ứng cứu khi cần thiết. Hiện đã liên lạc được 1.242 tàu trên 7.430 lao động trong đó đang neo đậu tại bờ là 1.168 tàu trên 6.812 lao động, còn 74 tàu trên 618 lao động đang hoạt động trên biển.